Bạn có thích đồ ăn màu xanh không? Các anh hùng của chúng ta thì rất thích Hubba Bubba, kẹo mút và kem. Tất cả các thực phẩm sẽ chuyển sang màu xanh trong thử thách thực phẩm mới màu xanh từ Munchido Food. Emma và Jess đang muốn mở nắp của họ ra. Emma bắt đầu đi. Wow, đó là một bình xịt siêu chua. Emma rõ ràng không hài lòng. Sao tớ đen đủi thế này? Trời ơi, rất chua. Jess, mở nó ra đi. Nhưng Jess có vẻ là người may mắn. Bạn ấy có 3 gói Hubba Bubba. Ồ, tớ rất yêu Hubba Bubba. Nó ngon làm sao? Tớ tự hỏi làm thế nào để có thể ăn nó nhanh chóng nhở? Thử nào. Từ từ, tớ sẽ làm nó khó hơn cho cậu một chút. Jess không thích ý tưởng này. Nhưng nó sẽ thú vị hơn rất nhiều. Bắt đầu nào. Jess, cho mọi người thấy tốc độ là gì đi. Jess, chua đến mức sắp khóc rồi kìa. Cố lên, tớ sẽ cứu cậu. Ôi, Emma cậu thật là cao quý. Không bao giờ cho người bạn gặp rắc rối. Jess, còn một chút nữa thôi. Còn chút nữa thôi nào. Hoan hô, tớ đã làm được rồi. Xin chúc mừng, cậu giỏi quá. Jill, tớ có thể bắt đầu trước được không? Được thôi. Ồ, một con cá sấu xanh. Cậu phải cẩn thận đấy nhá. Ồ, wow, nó tuyệt thật. Jill, cậu bị tấn công bởi một con sấu đáng sợ này. Cậu ấy thật là dễ thương. Wow, bên trong có một cây kẹo mút. Thật là ngon. Monica, toàn bộ lưỡi của cậu có màu xanh rồi kìa. Jill, đến lượt cậu. Tôi tự hỏi có gì nhở? Oh, một cái nút. Không biết nó để làm gì nhở? Ừ, tớ cũng không biết. Hãy thử nhấp vào nào. Wow, máy kẹo cao su khổng lồ. Jill, tuyệt thật đấy. Mày có vẻ bị hỏng rồi. Không, nó không bị hỏng đâu. Bạn chỉ cần đưa một đồng xu vào thôi. Trời ạ, ai đó phải sắp xếp lại túi của mình mới được. À, nó đây rồi. Tuyệt thật. Ồ, bây giờ tớ có thể nếm thử nó rồi. Không quá nhanh. Cái gì? Kẹo cao su của tớ đâu? Jill, xin hãy tha cho tớ. Tớ vô tình thôi. Tớ thì không có kẹo cao su nữa rồi. Nhìn này, cậu có thể lấy tiền của tớ. Ồ, rất nhiều. Bây giờ chúng có thể có rất nhiều kẹo cao su. Wow. Hương vị thật là tuyệt vời. Chắc chắn rồi. Jess, mở nó ra đi. Đó là một bình sữa trẻ em. Jess, cậu không còn là một đứa trẻ nữa đâu. Nó rất ngon và mọi người sẽ rất thích nó. Có gì bên trong này? Tớ tự hỏi có gì nhở? Bột này. Không biết nó có vị gì nhở? Wow, một chút chua nhưng rất ngon. Tớ tự hỏi tớ có gì nhở? Trời ạ, đó là nhà vệ sinh sao? Trông nó không được ngon miệng cho lắm thật. Có Chupa Chups này, có lẽ cũng không đến nỗi đâu. Tuyệt thật đấy, hương vị rất ngon. Hai Chupa Chups. Và cậu là người may mắn ngày hôm nay đấy. Hả?
sao vậy? Jess, tớ đã cảnh báo, đây là lọ dành cho trẻ em rồi. Tớ biết làm thế nào để cậu bình tĩnh lại rồi, của cậu đây. Wow, Emma, cậu làm được rồi kìa. Monica, bắt đầu trước đi. Ôi, thôi được rồi, nó là gì vậy? Một bình xịt, không biết nó có vị gì nhở? Không tệ một chút nào. Ồ, quá ngon. Monica, tớ có thể thử được không? Tất nhiên rồi. Ồ, rất là ngon. Đây là gì đây? Ồ, một chiếc đèn pin. Thật là tuyệt. Ôi, chán quá. Ồ, tớ muốn bắt lấy dầu chấm xanh này. Không. Được rồi. Ôi, cậu ổn chứ? Giác, chờ đấy. Ồ, đó tất cả là chúng ta. Buồn cười thật đấy. Jill, mở nó ra đi. Tớ tự hỏi bên trong có gì nhở? Wow, đây là kem Oreo. Nó thật là tuyệt. Ôi, tớ ước tớ cũng có được thử nó. Không, tất cả là của tớ rồi. Ôi, ngon quá đi mất. Jill, cho tớ một thìa được không? Được rồi, nhưng chỉ một thôi nhá. Thôi được rồi. Cái gì vậy? Một muỗng như cậu đã nói mà. Nó rất là ngon. Trời ơi, thật là không công bằng. Có vẻ như Jill đang nghĩ cách trả thù cho Monica rồi. Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó đấy. Ôi, kinh thật đấy. Đáng đời. Ôi, kem ngon của tớ bị phá hỏng rồi. Các bạn, mở nó ra nào. Tớ mở đầu tiên nhé. Ồ, ok. Wow, đây là kẹo nổ và một ống siro ngọt. Chắc là rất ngon đây. Tuyệt vời, cậu thật là may mắn. Mong là nó sẽ ngon đây. Wow, tuyệt thật đấy. Ôi, cho tớ xem với. Bây giờ đến lượt kẹo nổ rồi. Wow, nó thực sự tỏa sáng. Ôi, nổ tuyệt thật đấy. Này, nó lấp lánh như này này. Wow, Emma quyết định kết hợp tất cả mọi thứ cùng nhau này. Món này sẽ ngon gấp đôi. Wow, đó là một bữa tiệc bùng nổ. Gì vậy? Hết rồi sao? Ừ, kết thúc rồi. Tớ tự hỏi tớ có gì nhỉ? Ôi không, đó là một cây kéo mô hình bọ cạp. Trời ơi, sợ quá. Emma, chúng ta cần cứu Jess. Bác sĩ đã đến. Jess, tớ sẽ cứu cậu. Ồ, nó thật là ngon. Jess, con bọ cạp của cậu đang chờ đấy. Rất là ngon. Nó là kỳ diệu luôn đấy. Xong. Hả? Ôi, cái gì thế này? Nó không thật đâu. Ừ, chắc chắn rồi. Tớ bắt đầu trước nhá. It's my turn. Awesome. Ồ, mắt kẹo dẻo. Tớ rất yêu nó. Nhìn nó nảy thật là đáng yêu. Oh my. Đáng yêu thật đấy. Ôi, bên trong còn có siro rất là tuyệt nữa chứ. Oh yeah. Ôi, trông ngon miệng thật. Jess nhìn này, mắt tớ đang trào ra. Ôi, đã tin điều đó rồi kìa. Ôi, cậu đúng là một trò hề đấy. Ngon làm sao.
Tớ có ý tưởng này. Jill quyết định trả thù Monica và chơi cậu ấy luôn. Ôi không, tớ không có mắt. Cậu đã ăn mất nó rồi. Cái gì? Không, thật là kinh tởm. Ha ha, cậu tin tớ rồi. Yeah. Trời ạ, cậu làm tớ sợ quá. Ôi, chúng ngon làm sao. Đấy là cậu rồi đấy. Với niềm vui thôi. Tớ có một biểu tượng cảm xúc bằng kẹo cao su này. Tuyệt vời. Không biết chúng có vị như nào nhỉ. Bên trong có siro này. Tuyệt vời. Để tớ thử thổi bong bóng nhá. Ôi, nó không dễ đâu. Cần ăn thêm kẹo cao su thôi. Không vấn đề gì cả. Trời ơi. Ôi, tớ xin lỗi. Cậu làm hỏng áo của tớ rồi. Trời ơi, thật là kinh tởm. Các bạn thích món ăn màu xanh nào nhất? Hãy viết trong bình luận nhé. Và hãy đến với kênh Munchido Food của chúng tớ, nơi những thử thách về món ăn yêu thích của các bạn luôn chờ đợi.